Đem đến mình thì được thiết kế là có cái remote, remote điều khiển nhạc như này. Đó, mọi người có thể cho to cho nhỏ này. Đó. Có hướng dẫn sử dụng phía sau này. Đó. Các bạn về các bạn rất là dễ sử dụng nhé. Đó. Đây là đèn in hình quang thế âm. Kích thước khách đặt theo cầu của mình đây là 56 cm, các bạn có thể đặt 56 hoặc 60 đấy, hoặc là nhỏ hơn thì tùy theo mẫu mã và kích thước đấy. Như mẫu này thì các bạn có thể làm tầm từ 55, 56 đến 60, ngoài 60 trở ra đều có thể làm được mẫu đèn như thế này. Xin chào tất cả các bạn nhé, đây là Hồng Đen.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu đèn hào quang. Cái này thì khách đặt theo cầu bên mình là làm 56 cm các bạn nhé, và có in hình quang âm ở giữa. Hình quang âm ở giữa thì sẽ phát sáng đèn các bạn nhé, để các bạn nhìn thấy đấy, thần thái của hình quang âm bên mình đây. Đó. Có nền trời này, nó rất là đẹp, và khi thắp đèn lên thì sẽ chạy hiệu ứng hào quang và hình quang âm sẽ phát sáng mọi người nhé. Đó, mình quay qua tổng thể một chút về hình thức của chiếc đèn cho các bạn xem này. Đèn bên mình thì có tích hợp một cái nút chỉnh tốc độ này, và có khe cắm thẻ nhớ để các bạn có thể tùy chỉnh nhạc này. Mẫu đèn này là mẫu đèn hào quang có nhạc các bạn nhé, và jack cắm nguồn này. Đó, đây là đèn có kích thước rất là mỏng mọi người nhé, mỏng chỉ khoảng tầm 3 phân thôi, nên các bạn là treo lên vô cùng là thẩm mỹ. Và phía sau đèn thì bên mình có thiết kế một cái phần móc treo như này, các bạn nỗ treo đèn như này, các bạn về các bạn khoan vít trên tường các bạn móc lên treo là được nhé, rất là dễ. Bên mình làm rất là nhiều mẫu đèn hào quang khác nhau đó, từ nhỏ đến lớn các bạn nhìn thấy đó, rất là nhiều đó, kích thước đủ kích thước luôn. Bây giờ mình sẽ cắm điện lên cho mọi người cùng xem qua toàn bộ hiệu ứng của chiếc đèn hào quang bên mình nhé, bên mình qua đây đó. Đèn bên mình thì được thiết kế là có cái remote, remote điều khiển nhạc như này. Đó, mọi người có thể cho to cho nhỏ này. Đó. Có hướng dẫn sử dụng phía sau này. Đó. Các bạn về các bạn rất là dễ sử dụng nhé. Đó. Đây là đèn in hình quang thế âm. Kích thước khách đặt theo cầu của mình đây là 56 cm, các bạn có thể đặt 56 hoặc 60. Đấy, hoặc là nhỏ hơn thì tùy theo mẫu mã và kích thước đấy. Như mẫu này thì các bạn có thể làm tầm từ 55, 56 đến 60, ngoài 60 trở ra đều có thể làm được mẫu đèn như thế này đó. Mình có thể là tạm dừng hoặc là mình chuyển bài ở trên này đó. Tích hợp công nghệ độc quyền các bạn nhé, bên mình sử dụng điều khiển remote nhạc như này, và các bạn có thể là chỉnh qua cái điều khiển nhạc này rất là dễ. Và điều đặc biệt là khi bên mình tắt điện đi đó, bây giờ bên mình tắt điện đi nhé đó, thì cái bài hát vừa nãy đang nằm đó, cái bài Nam Mô A Di Đà Phật đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, thì các bạn có thể là để ý là bây giờ bên mình bật lên thì nó sẽ vẫn hát tiếp cái bài đấy luôn, hát tiếp cái đoạn đấy luôn đó. Tức là bên mình tích hợp hệ thống nhớ ở bên trong đấy, khi mất điện hoặc khi tắt thì khi có điện trở lại thì sẽ hát tiếp cái bài đấy đó luôn. Các bạn muốn chuyển bài khác thì các bạn bật chuyển bình thường thôi đó, rất là dễ. Bên mình tích hợp qua thẻ nhớ các bài pháp, bài chú thì các bạn có thể thay đổi rất là dễ dàng đó. Hình quang âm ở giữa thì buổi tối thì nó sẽ phát sáng các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp ở đây, mình quay đây, hình quang âm ở giữa nó cũng phát sáng rồi này đó. Còn là xung quanh thì vẫn là hiệu ứng hào quang chạy tỏa ra này. Đèn bên mình thì bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc các bạn nhé, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, bảo trì trọn đời cho tất cả mọi người. Tất cả các sản phẩm đèn hào quang mình khi làm xong đây các bạn đây nhé, mình quay thực tế các sản phẩm bên trong của mình này, làm xong đều có sơn một lớp sơn chống rỉ cho đèn led này đó. Thì mình cũng khuyên các bạn thợ nào trên thị trường mà còn đang làm các sản phẩm đèn hào quang này thì cũng nên làm sơn chống rỉ này cho khách, để làm sao cái tuổi thọ của bóng đèn nó được bền nhất, cái chân led nó sẽ không bị han rỉ trong quá trình sử dụng. Đây là cái mẫu đèn có nhạc của mình các bạn nhé. Đó, với mẫu này thì bên mình làm cho khách thì có thể điều khiển nhạc này đó, bật tắt này đó, bên mình quay công khai luôn nhé, quay công khai chi tiết về sản phẩm luôn. Đấy, trên thị trường không có bên nào quay kỹ và chi tiết như bên mình đâu. Đó, nên các bạn xem, các bạn cảm thấy ưng ý, có duyên ở đâu thì các bạn mua đèn hào quang ở bên đó nhé. Đó, trên thị trường thì giá đèn hào quang cũng có rất nhiều loại sản phẩm, và có nhiều loại sản phẩm và mức giá nó cũng sẽ khác nhau, và đi kèm với là chất lượng thì mình cũng không dám nói là như nào nữa, nên là các bạn có thể các bạn thấy
yên tâm ở đâu thì các bạn mua nhé. Đó, bên mình làm như nào thì mình sẽ quay như thế. Các bạn về các bạn có thể là kiểm tra luôn xem bên mình có làm đúng như video giới thiệu này hay không. Đó, đây là mẫu có nhạc, các bạn có thể làm có nhạc hoặc là không có nhạc được được nhá. Đó, tất cả các sản phẩm mình sẽ làm sao để đảm bảo chất lượng nhất cho các bạn. Vì mỗi một sản phẩm Đèn Hào Quang này mua cũng hết rất là nhiều tiền, nên là mình cũng hiểu được cái phần nào đó cái suy nghĩ của các bạn. Đó. Đây là nét bảo hành, bên mình sẽ có một gói nét bảo hành ở bên trong này. Nếu sau này bóng nào nó bị hư vài năm sau, nó bị hư bóng nào thì các bạn có thể mở gói nét bảo hành ra, các bạn thay thế được hoàn toàn là dễ dàng. Đó, bên mình sẽ hướng dẫn các bạn thay, nếu không được thì gửi lại bên mình sẽ thay thế hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhé. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại bi tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Sa Đát Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề, Thượng Bát Sa Dạ Bồ Đề Tát Đoà Bà Dạ, Ma Ha Tát Đoà Bà Dạ, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ, An Tát Bang Sa Phật Thế Su Đát Na Đát Đoà, Nam tất kiết lực đoá y mông a di đà bà lô yết đề phật phật sa lăng đà bà nam mô na sa cân chi hê di ma ha bằng đà sa mê tát bà a tha đấu du bằng a thê dừng tát bà tát đà na ma ba già ma phật đạt đầu đạt đi tha An a ba lo he lo ca de ca ra de di he si ma ha bồ đề tát đoà tát ba ma ra ma ra ma he si đà dừng câu lô yết mâu đồ lô phật sa gia đề ma ha phật sa gia đề đa ra đề di ni thức phật ra gia gia ra sa ma ma phạt ma sa mục đề lệ y hê thức na a ra sam phật sa sa lời phật sa phật sam phật sa sa ya hồ lô ma sa hồ lô hê rì ta sa tất rì tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già chi đê rì già na ra cần chi đê rì sắc ni na ba già ma na ta ba tất đa già ta ba ma tất đa già ta ba tất đa du nghệ thất bạc ra già ta ba sa cân chi ta ba ma sa na sa ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma ha tất đa gia ta ba gia kiết sa a tất đa gia ta ba ba đa ma y tất đa gia ta ba na sa cân chi bằng đa ra gia ta ba ma ba lời thăng yết sa già